mà để cái nồi chai thành đáy đến là cái nồi nguyên liệu là ba bà để nồi chai thành đáy.
Tiểu Hương thưa gần hơn 2 năm, tốn hơn 1 triệu đô. Và Hương nói là Hương bao giờ được bảo vệ nhân quyền trẻ em thì Tiểu Hương sẽ thôi kiện. Còn nếu mà ông Tổng thống bớt Mỹ hoặc còn là người đồng hộ đốt thì Hương như Tiểu Hương họ bồi thường 2 triệu đô không lấy. Tại vì Hương ra tòa Hương nói rằng không phải là đi để giúp tìm của đất nước Mỹ. Cho nên Hương chỉ lấy 2 triệu xin lỗi nhân quyền cho trẻ em mà tự nhiên mình để cho mà nó đẩy cũng được. Con thấy xin lỗi các con tốt, mình cũng hoan nghênh, cảm ơn, nhưng mình xem lại xem là người khen đó đã hoàn hảo chưa, đã thực sự là giúp mình chưa. Người ta chê mình thì mình càng phải suy nghĩ để mình làm tốt hơn. Chính vì thế mà mình làm có tương lai. Quan trọng nữa, tôi thấy là ý tưởng của cháu, ý tưởng của cháu là làm cái gì suy nghĩ trước sau, không những cho hiện tại mà cho tương lai. Tương lai cho các con tương lai, cái thứ là ý tưởng rất tốt. Cái thứ ba, khi mình có điều kiện rồi mình nghĩ đến cái vấn đề này, những người phục vụ trong cái trung tâm của mình, có những cái cuộc sống tâm linh, cuộc sống của con người, mình làm thêm.